Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài Việt ngữ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Và phần tin tức của đài truyền hình Việt ngữ gồm có các bản tin chính như sau: Panama và Trung Cộng ký hàng loạt các hiệp định hợp tác. Papua rút khỏi khối xuất cảng dầu hỏa OPEC, gia tăng sản xuất khí đốt. Tổng thống Trump sẽ thảo luận về cuộc chạy đua vũ trang với Trung Cộng và Nga. Được bảo đảm công bằng, cựu giám đốc FBI Comey đồng ý điều chỉnh chính trước hạ viện. Chủ công ty tố cáo hải quan và thuế cộng sản Việt Nam trước. Và sau đây là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Tắm hơi nhiều có thể giảm nguy cơ tử vong từ bệnh tim. Thưa quý vị, một nghiên cứu của một đại học Phần Lan cho biết, người từ 50 tuổi trở lên tắm hơi nhiều có thể làm giảm nguy cơ tử vong từ bệnh tim. Theo UPI, nghiên cứu này kéo dài 15 năm. Theo nghiên cứu thì trong những người Phần Lan xông hơi 45 phút một tuần, chỉ có 5% chết vì bệnh tim. Trong khi đó thì những người tắm hơi 15 phút một tuần tử vong vì bệnh tim đến 10%. Nghiên cứu này tuy chưa chứng minh được tắm hơi nhiều có giảm nguy cơ bệnh tim hay không, nhưng cho thấy rằng tắm hơi nhiều có lợi cho tim mạch. Tiến sĩ Jerry Locanen, trưởng khoa tim mạch của Đại học University of Eastern Finland, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, có vài lý do làm tắm hơi có lợi cho tim và giảm rủi ro từ các bệnh tim mạch. Theo tiến sĩ Locanen, tắm hơi làm tim đập nhanh hơn bằng với mức đập khi tập thể dục cường độ nhẹ đến vừa. Và ngoài ra nghiên cứu cho biết là tắm hơi nhiều còn có thể làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, tiến sĩ Cindy Krenitz của Bệnh viện Long Island Jewish Medical Center ở New York thì cho rằng kết quả của nghiên cứu này chưa chắc ứng dụng ở Hoa Kỳ được. Bà cho biết là người Hoa Kỳ ít khi nào đi tắm hơi từ 4 đến 7 lần trong một tuần như người Phần Lan. Bà còn nói nghiên cứu này dùng tắm hơi khô để thí nghiệm nên chưa biết tác dụng của tắm hơi ướt và tắm bồn ra sao. Một số chuyên gia y tế Hoa Kỳ khác cũng cho rằng chưa có thể kết luận được nghiên cứu này có tác dụng hay không, nhưng cho rằng nếu được thì đây có thể là một cách mới để giúp nhiều bệnh nhân giữ sức khỏe tim mạch. Một số chuyên gia khác cho biết là nghiên cứu này hay, nhưng không có nghĩa ai cũng bỏ bê tập thể dục để đi ngồi tắm hơi. Và bản tin tiếp theo cho biết là New Zealand tăng cường sự hiện diện ngoại giao ở Thái Bình Dương. Theo tin từ Reuters, vào hôm thứ Ba ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Winston Peter cho biết New Zealand sẽ gửi 14 nhà ngoại giao mới đến khu vực Thái Bình Dương vào năm tới. Đây là hành động mới nhất của chính phủ New Zealand để chống lại tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng trong khu vực chiến lược này. Ông Peter cho biết các nhân viên bổ sung sẽ đóng tại các trụ sở ở Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea, quần đảo Solomon, Kiribati và tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Hành động này được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang ngày càng lo lắng về ảnh hưởng của Trung Cộng tại Nam Thái Bình Dương thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, là sáng kiến đã thống trị Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, đó là gọi tắt APEC, gần đây do Papua New Guinea tổ chức. Theo ông Peters, những vị trí mới này là bước đầu tiên trong việc chứng minh tâm huyết của New Zealand trong việc giúp Thái Bình Dương an toàn hơn và thịnh vượng hơn.
cũng như tăng cường tiếng nói của New Zealand trong một khu vực. Bên cạnh đó, thì New Zealand cũng đang gửi thêm 4 nhà ngoại giao đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Cộng để cân bằng chính sách ở khu vực Thái Bình Dương. Thưa quý vị, Hoa Kỳ, Úc, Pháp và Anh đang mở các tòa đại sứ mới, bổ sung thêm nhiều nhân viên và tham gia cùng các nhà lãnh đạo của các quốc gia đảo thường xuyên trong nỗ lực chống lại tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Sang qua bản tin nói về Panama và Trung Cộng ký hàng loạt các hiệp định hợp tác. Thưa quý vị, tin từ Reuters vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 12, Panama và Trung Cộng vừa ký kết 19 thỏa thuận hợp tác về thương mại, cơ sở hạ tầng ngân hàng, du lịch và nhiều lĩnh vực khác trong chuyến công du của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Theo hãng tin Reuters, thì Chủ tịch Tập đã đến thủ đô Panama City vào tối hôm Chủ nhật và thực hiện chuyến công du kéo dài một ngày tại đất nước Panama, trong bối cảnh Trung Cộng đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng ở vùng Trung Mỹ, khu vực mà từ lâu Hoa Kỳ đã coi là sân sau của họ. Hãng tin Reuters cho biết, sau khi thực hiện một cuộc họp riêng, Chủ tịch Tập và Tổng thống Panama là Juan Carlos Varela đã ký kết 19 hiệp ước, trong đó có thỏa thuận cho phép Trung Cộng cung cấp chương trình viện trợ không bồi hoàn cho Panama để thực hiện nhiều dự án khác nhau. Mặc dù vậy, số tiền không được tiết lộ. Các hiệp định còn bao gồm một hiệp ước dẫn độ và biên bản ghi nhớ về các vấn đề thương mại, cũng như du lịch và giáo dục. Theo hãng tin Reuters, thì Tổng thống Varela đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch Tập về chuyến công du của ông, đồng thời gợi nhắc về kỷ niệm mở hội chợ nhập cảng ở Trung Cộng vào tháng 11 vừa qua. Đáp lại, ông Tập cho biết nền kinh tế Trung Cộng là một đại dương. Giải thích rõ hơn về bình luận này, Tổng thống Varela cho biết Panama kết nối hai đại dương và chuyến thăm của ông Tập giúp củng cố đất nước Panama trở thành cửa ngõ thương mại cho Trung Cộng đến châu Mỹ Latin. Và thưa quý vị, căn cứ của Úc cũng như Hoa Kỳ tại Papua New Guinea có thể bị Indonesia phản đối. Căn cứ hải quân Lombok trên đảo Mendes của Papua New Guinea, một thời từng là nơi đóng quân của phe đồng minh để chống lại Nhật Bản tại Thái Bình Dương, nay có thể sẽ là quân cờ quan trọng cho các chiến lược Hoa Kỳ trong nỗ lực chống lại sự khiêu khích của Trung Cộng trong khu vực. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hoa Kỳ và Úc dự định nâng cấp căn cứ Lombok và có thể điều quân đến đây trong tương lai, giới phân tích nhắc rằng hai nước đồng minh cần cẩn thận để tránh làm mất lòng một quốc gia khác vốn khá thân thiện, với cả hai là Indonesia. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy việc nâng cấp căn cứ Lombok gây khó chịu cho chính phủ của Tổng thống là Joko Widodo. Tuy nhiên, thì lời bình luận trong tuần này của một viên chức quân sự cấp trung có thể sẽ dẫn đến sự phản đối của Jakarta. Lên tiếng về kế hoạch nâng cấp căn cứ Lombok, ông Abdul Al-Masi Hari, chủ tịch một ủy ban quốc hội của Indonesia, đã nói rằng các thế lực nước ngoài không nên quân sự hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Al-Masi Hari cũng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Widodo nên vận động chống lại việc thành lập căn cứ hải quân nước ngoài tại Papua New Guinea, vì cho rằng căn cứ này sẽ làm tăng căng thẳng chính trị trong khu vực. Thưa quý vị, căn cứ Lombok nằm trong vùng rừng rậm trên đảo Mendes của Papua New Guinea, vốn đã được Úc nâng cấp từ trước khi Phó Tổng thống là Mike Pence vào ngày 17 tháng 11 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tham gia dự án này. Căn cứ này sẽ giúp Hải quân Hoa Kỳ gia tăng năng lực giám sát trên biển trong bối cảnh các dự án quân sự của Trung Cộng đang mở rộng trên khắp Thái Bình Dương. Và bản tin tiếp theo nói về phóng thành công phi thuyền chở 3 phi hành gia lên trạm không gian quốc tế. Thưa quý vị, theo tin từ đài ABC vào ngày thứ Hai 3 tháng 12, tại Jakarta, thì phi thuyền chở theo 3 phi hành gia đã phóng thành công lên trạm không gian quốc tế, gọi là ISS. Theo đó, phi hành gia NASA là Anne McClain, phi hành gia David Sanchuk thuộc Cơ quan Không gian Canada và phi hành gia Oleg Kononenko thuộc Cơ quan Không gian Liên bang Nga. Roscosmos đã cất cánh thành công vào lúc 5 giờ 31 phút vào chiều thứ Hai từ bãi phóng Baikonur ở Kazakhstan. Phi thuyền Soyuz đã vào đúng quỹ đạo chỉ sau 9 phút cất cánh
và sẽ neo đậu tại trạm dừng không gian khoảng 6 giờ sau khi bay 4 vòng quanh trái đất. NASA và Roscosmos cho biết là hệ thống trên tàu vẫn hoạt động bình thường và tình trạng của phi hành đoàn vẫn ổn định. Ba phi hành gia Maclean, Sainchuk và Kononenko đã dành hơn 6 tháng nghiên cứu và thí nghiệm sinh học, khoa học trái đất, khoa học vật lý và kỹ thuật trên không gian. Tại trạm không gian ISS, phi hành gia NASA Serena Onenchenko, phi hành gia người Nga là Sergei Prokopyev và phi hành gia người Đức là Alexander Jus đang chờ họ cập bến. Ba phi hành gia này sẽ trở về trái đất vào ngày 20 tháng 12 tới đây, thưa quý vị. Thưa quý vị, minh tinh người Ai Cập có thể ngồi tù 5 năm vì chiếc đầm hở chân. Một minh tinh Ai Cập phải hầu tòa và có thể nhận 5 năm tù vì chỉ mặc một chiếc đầm hở chân. Theo tin từ ABC News, nữ diễn viên này là bà Rania Youssef, 44 tuổi. Tại một lễ hội phim ở Cairo, thủ đô của Ai Cập, bà mặc một chiếc đầm màu đen có kiểu dáng hình lưới ở dưới và hở nguyên đôi chân của bà. Vì đây là một nước theo Hồi giáo, chính quyền Ai Cập coi đây là một điều phạm pháp. Bà Youssef ghi trên Facebook cho biết là bà bị các nhà thiết kế thời trang ảnh hưởng và bà không ngờ chiếc đầm này tạo ra phản ứng kinh khủng như vậy. Bà sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng Giêng. Nếu bị kết tội, minh tinh Rania Youssef có thể nhận bản án đến 5 năm tù. Và bản tin sau đây liên quan đến Canada. Kỹ nghệ chế biến cần sa phát triển mạnh, phải nhập công nhân ngoại quốc. Thưa quý vị, hồi mùa năm nay, mùa hè vào năm nay thì gần 3 tháng trước khi chính phủ Canada cho phép người dân hút cần sa để giải trí, ông Vic Newfield, chủ công ty Afria Inc. ở Leamington, Ontario, mướn khoảng 50 công nhân để làm việc trong nhà kiến trồng cần sa của mình. Đến cuối tuần đầu tiên chỉ còn có 8 người ở lại làm việc. Mấy tháng mùa hè rất nóng và ẩm thấp. Làm việc trong nhà kiến thì dù rằng chúng tôi có quạt và tìm cách giữ cho mát mẻ, vẫn quá nóng trong tháng 7 và tháng 8. Ông Neil Freljo nói với Lombard News, và cũng như là do không đủ nhân công gặt hái, Afria phải vứt bỏ gần 14.000 cây cần sa, bị thiệt hại khoảng gần 1 triệu đô la Canada, tức là khoảng 750.000 Mỹ Kim. Từ đó cho đến nay thì công ty Afria phải nhập cảng 50 công nhân làm việc theo mùa, từ vùng Caribbean và Guatemala, và có dự định sẽ nhập cảng thêm là 100 người nữa. Những gì mà công ty Afria đang gặp phải là một thí dụ điển hình về nhu cầu lao động tăng vọt trong kỹ nghệ cần sa tại Canada hiện nay. Vào lúc này thì cứ 10.000 công việc cần người ở Canada là có 34 ở trong lĩnh vực cần sa, tăng gấp 3 so với một năm trước. Đó là theo Index.com. Ông Alison McMahon, người sáng lập và cũng là tổng giám đốc công ty Cannabis Edward, chuyên tuyển mộ và huấn luyện nhân viên nói rằng, kỹ nghệ cần sa ở Canada có thể tạo ra tới 125.000 việc và chỉ trong năm đầu tiên sau khi được hoàn toàn hợp thức hóa. Tiếp theo phần tin thế giới, thưa quý vị, Qatar rút khỏi khối xuất cảng dầu hỏa OPEC, gia tăng sản xuất khí đốt. Qatar là một vương quốc bé nhỏ nhưng giàu có về năng lượng ở Trung Đông. Hôm thứ Hai ngày 3 tháng 12, bất ngờ đã loan báo rút khỏi khối sản xuất cảng là OPEC sau hơn 57 năm là làm thành viên, thưa quý vị. Chính quyền Qatar nêu lý do là họ muốn gia tăng sản xuất cả dầu thô lẫn khí đốt, vượt hơn những giới hạn mà khối OPEC đặt ra. Bác bỏ các nguồn tin nói rằng Qatar có quyết định này vì sự căng thẳng với Saudi Arabia ngày càng cao. Lời loan báo của Bộ trưởng Năng lượng Qatar là ông Sadrida Al-Kabi đã khiến cho cả thế giới ngạc nhiên và một lần nữa đưa ra các câu hỏi về vai trò của khối OPEC, vốn đã thuyết phục các quốc gia không phải là thành viên hãy giảm mức sản xuất để có thể đẩy giá dầu thô lên cao hơn. Đây cũng là lần đầu tiên có một quốc gia trong vùng Trung Đông rút khỏi OPEC kể từ năm 1960 cho đến nay, thưa quý vị. Và trong bản thông cáo, ông Al-Kabi nói rằng Qatar, quốc gia xuất cảng khí nén lỏng nhiều nhất thế giới, dự trù sẽ tăng mức sản xuất là 77 triệu tấn khí đốt mỗi năm, lên tới 110 triệu tấn. Ông cũng cho hay Qatar muốn tăng mức sản xuất dầu thô từ 4.8 triệu thùng mỗi ngày lên tới là 6.5 triệu thùng.
hiện chưa có phản ứng gì từ khối OPEC vốn dự trù sẽ họp trong tháng này để thảo luận việc cắt giảm mức sản xuất. Quốc gia Qatar là nơi có 2.6 triệu người sinh sống và làm việc, nhưng chỉ có hơn 10% trong số này là công dân. Vào tháng 6 năm 2017, Bahrain, Ai Cập, Saudi Arabia và UAE khởi sự chiến dịch tẩy chay Qatar vì cuộc tranh chấp chính trị kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Hoa Kỳ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.